Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến nghiên cứu trao đổi học tập kinh nghiệm về xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2020-2030 gắn với tái cơ cấu xây dựng phát triển đài phát thanh và truyền hình tỉnh tại tỉnh Vĩnh Long. Tham gia đoàn có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở ngành, doanh nghiệp của tỉnh. Ngay sau khi đến Vĩnh Long, đoàn công tác của tỉnh đã tới dâng hương tại khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tham gia đoàn về phía tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, người cộng sản kiên trung mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long đã có nhiều cống hiến hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng có tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, đồng chí sinh năm 1912 tại làng Long Hồ, huyện Châu Thành, nay là xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Vốn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống gia giáo, nên từ nhỏ, đồng chí đã thể hiện sự uyên bác, tài năng và một lòng hướng về dân tộc. Năm 1930, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, hoạt động trong đội ngũ cấp chi ủy xã, huyện, tỉnh Mỹ Tho. Năm 1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và bị kết án tử hình. Nhưng do sự đấu tranh của nhân dân trong nước cùng với Đảng Cộng sản và nhân dân Pháp, chúng phải giảm án xuống chung thân khổ sai và đẩy đi Côn Đảo. Khi cách mạng tháng 8 thành công, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng được Đảng và Chính phủ đón về đất liền. Sau đó, đồng chí tiếp tục sự nghiệp cách mạng, tham gia cuộc kháng chiến đánh Pháp đuổi Mỹ với nhiều trọng trách nòng cốt như Bí thư Xứ ủy Lâm thời Nam Bộ, Giám đốc Ty Công an Nam Bộ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Năm 1975, khi đất nước đã thống nhất, đồng chí tiếp tục được Đảng và Nhà nước giao cho những vị trí quan trọng: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đến tháng 3 năm 1988, đồng chí ra đi đột ngột trước sự tiếc thương vô hạn của nhân dân ta. Đoàn cũng đã tới dâng hoa, dâng hương tại khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một người con ưu tú của tỉnh Vĩnh Long, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có nhiều công lao to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Vườn nhà ông Sáu Dân là tên gọi thân thương gần gũi mà các kiến trúc sư dành gọi khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đây là một công trình văn hóa với không gian mở, thân thiện, gần gũi, thể hiện tính chất trang trọng, thành kính và là nơi vui chơi giải trí của người dân địa phương, phù hợp với ý nguyện của cố Thủ tướng lúc sinh thời. Điểm nhấn của di tích là nhà tưởng niệm và nhà làm việc lúc sinh thời của cố Thủ tướng. Nhà trưng bày có nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh, thể hiện sống động quá trình hoạt động cách mạng của cố Thủ tướng. Ghi sổ lưu niệm tại khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn công tác xúc động. Xin thắp nén tâm nhang tưởng nhớ tri ân đồng chí Võ Văn Kiệt, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của nhân dân ta, đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và đổi mới đất nước. Đồng chí để lại những tình cảm sâu đậm trong mọi tầng lớp nhân dân ta, trong đó có đội ngũ trí thức. Những công trình thế kỷ gắn với nhiều quyết định quan trọng của đồng chí trên cương vị thủ tướng luôn được xem như ví dụ điển hình của bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm của người lãnh đạo khi đứng trước các lựa chọn khó khăn. Các thế hệ mai sau xin học tập noi gương đồng chí. Thông tin về buổi làm việc trao đổi học tập kinh nghiệm về xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2020-2030 gắn với tái cơ cấu xây dựng phát triển đài phát thanh và truyền hình giữa hai tỉnh Ninh Bình và Vĩnh Long, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 1, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về phương án quy hoạch đường kết nối đường Hồ Chí Minh với đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến đường Đông Tây tỉnh Ninh Bình và khả năng mở rộng vùng trồng cây ăn quả của Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Dao.
Dự buổi làm việc về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành chức năng, đại diện các doanh nghiệp. Về phía tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã thông tin khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như thế mạnh của hai tỉnh. Đối với phương án đầu tư dự án đường kết nối đường Hồ Chí Minh với đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến tuyến đường Đông Tây tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo hai tỉnh khẳng định, việc đầu tư hoàn thiện trục giao thông trọng yếu này với quy mô đồng bộ 4 làn xe sẽ hình thành một trục giao thông tốc độ cao, ngắn nhất, kết nối các tỉnh Tây Bắc với phía Nam thông qua hệ thống các tuyến đường Bắc Nam, mở ra không gian dư địa thu hút đầu tư trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình. Tuyến đường có tổng chiều dài 23 km, trong đó đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có chiều dài khoảng 18,7 km từ xã Lạc Thịnh đến xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy. Đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Bình dài 4,3 km thuộc địa bàn xã Văn Phong, huyện Nho Quan. Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh, các ngành chức năng và doanh nghiệp đã thảo luận đề nghị thường trực tỉnh ủy hai bên thống nhất chủ trương cơ chế đầu tư hợp tác để hai bên phối hợp triển khai thực hiện kết nối đường giao thông mang lại lợi ích thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa hai tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình. Về khả năng mở rộng vùng trồng dứa của Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Dao, theo khảo sát của công ty, diện tích vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có khả năng đạt khoảng 21.500 ha. Giai đoạn 2003-2006, công ty đã triển khai trồng dứa Queen trên địa bàn các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Yên Thủy, Cao Phong với tổng diện tích hơn 200 ha. Giai đoạn 2020-2023, công ty triển khai trồng ngô ngọt, đậu tương rau trên địa bàn các huyện Kim Bôi, Yên Thủy với tổng diện tích 250 ha. Mỗi hecta trồng dứa có thể cho thu nhập trên 190 triệu đồng một hecta một năm. Đại diện doanh nghiệp đã kiến nghị tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia sản xuất theo chuỗi, quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với từng loại cây trồng, có cơ chế chính sách hỗ trợ cho người dân tham gia chuỗi liên kết. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn khẳng định kết quả đạt được của buổi làm việc sẽ là tiền đề quan trọng giúp thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh giáp danh là Ninh Bình và Hòa Bình. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan chức năng hai tỉnh tăng cường tham mưu phối hợp chặt chẽ hơn nữa để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung được đề xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đường kết nối đường Hồ Chí Minh với đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến đường Đông Tây tỉnh Ninh Bình. Thúc đẩy tăng cường kết nối vùng, đẩy mạnh tổ chức sản xuất, kết nối hợp tác trong phát triển nông nghiệp, kết nối phát triển du lịch, hình thành con đường kết nối di sản, nối liền hành lang di sản giữa các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Hòa Bình. Qua đó tạo sự liên kết, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội giữa hai tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình. Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của phương án quy hoạch đường kết nối giữa hai tỉnh và việc mở rộng vùng trồng cây ăn quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí cũng đề xuất giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân hai tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Về vùng nguyên liệu cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Dao, đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình là đầu mối phối hợp với các huyện, thành phố, doanh nghiệp, rà soát, lựa chọn khu vực còn dư địa phát triển, thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cơ cấu lại mô hình tổ hợp tác để tăng tính liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Đánh giá cao đề xuất của tỉnh Ninh Bình trong hợp tác phát triển du lịch, đặc biệt phát triển hành lang di sản, tỉnh sẽ chỉ đạo các huyện, cơ quan có liên quan tổ chức khảo sát để thực hiện trong thời gian tới. Ngày 12 tháng 1, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, gắn với sơ kết giai đoạn 2021-2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Năm 2023, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo, cán bộ toàn ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đạt kết quả đáng khích lệ, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng của ngành kinh tế, tiếp tục khẳng định vị thế của nông nghiệp là trụ đỡ quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 10.077,5 tỷ đồng, tăng 3,0% so với năm 2022, đạt 150% so với kế hoạch.
giá trị sản xuất trên 1 hectare đất canh tác ước đạt 155 triệu đồng, vượt 2 triệu đồng so với kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong năm có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hồ sơ đề nghị công nhận huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã trình Hội đồng Thẩm định Trung ương. Trên các lĩnh vực đều có bước đột phá nhờ chuyển đổi phương thức sản xuất, các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới theo hướng tiên tiến, công tác cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả, công tác chuyển đổi số được quan tâm triển khai thực hiện tích cực. Năm 2024, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp theo lợi thế từng tiểu vùng sinh thái, theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp an toàn, theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt từ 2,5% trở lên. Giá trị sản xuất trên 1 hectare đất canh tác năm đạt từ 160 triệu đồng. Hai huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới nâng cao. 15 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Biểu dương kết quả đạt được của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm qua. Đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức trong toàn ngành đã đoàn kết vượt qua những khó khăn thách thức để thực hiện nhiệm vụ giao. Đặc biệt đã bám sát chủ trương của tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách, giải pháp sát thực tế, thực thi hiệu quả. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại khó khăn cần tìm hướng giải quyết để đạt mục tiêu kế hoạch năm 2024, như vấn đề biến đổi khí hậu, giá vật tư, thị trường còn nhiều biến động, diện tích sản xuất còn manh mún, chăn nuôi nhỏ lẻ, muốn đầu tư đưa máy móc, cơ giới hóa, tự động hóa vào sản xuất quy mô lớn hơn còn bất cập. Tinh thần sáng tạo, đổi mới trong nông dân còn chậm. Đồng chí gợi ý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần chọn lĩnh vực, công việc để làm điểm, rút kinh nghiệm nhân rộng, đồng thời tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của tỉnh để tham mưu đúng, trúng, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững, có đạo đức nghề nghiệp, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, trách nhiệm, có hiệu quả. Giữ gìn phục dựng nông thôn cố đô Hoa Lư, nông thôn mới trên cơ sở xây dựng đề án bảo tồn bản sắc văn hóa trong nông thôn. Đồng thời, tập trung xây dựng nông thôn mới với sự hài lòng của người dân đạt tỷ lệ cao. Mục tiêu cuối cùng là đi vào hiệu quả, năng suất lao động, mức sống cho cư dân nông thôn. Ngoài ra, cần tăng cường bảo vệ phát triển rừng gắn với phát triển du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng cường bảo vệ đê điều, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn vật nuôi, phát triển thủy sản theo hướng bền vững. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho Phòng Quản lý Công trình thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có thành tích trong giai đoạn 2018-2022, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen vì đã có thành tích trong công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 trên các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong năm, Tòa án hai cấp tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao đề ra với kết quả nổi bật. Các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt, chất lượng giải quyết, xét xử được nâng cao, tỷ lệ án bị hủy, sửa thấp hơn so với chỉ tiêu. Không có vụ việc để quá thời hạn hoặc tạm đình chỉ không có căn cứ. Trong năm đã giải quyết 3.260 vụ việc, giải quyết tăng 243 vụ việc, thụ lý tăng 246 vụ việc so với năm 2022. Đã giải quyết trên 800 vụ án hình sự, tập trung vào nhóm tội phạm về ma túy, xâm phạm sức khỏe, tài sản công dân. Việc xét xử các vụ án bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng quy định. Công tác phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cải thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tòa án và người dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Lê Hữu Quý ghi nhận những kết quả mà Tòa án Nhân dân hai cấp đã đạt được trong năm 2023, đồng tình với các nhiệm vụ của ngành đặt ra trong năm 2024, đồng thời đề nghị ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nâng cao bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ công chức. Giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức Tòa án Nhân dân, bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán, quy định về xử lý trách nhiệm của người giữ chức danh tư pháp,
quan tâm công tác tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến và coi đây là một trong những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao tỷ lệ và chất lượng giải quyết các loại vụ án. Tăng cường phối hợp liên ngành giữa Viện Kiểm sát, Tòa án và cơ quan điều tra trong công tác điều tra, truy tố các vụ án hình sự, đẩy nhanh tiến độ điều tra giải quyết dứt điểm các vụ án còn tồn đọng. Tại hội nghị, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy Lê Hữu Quý đã trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2023 của Tòa án Nhân dân tối cao cho Tòa án Nhân dân thành phố Ninh Bình. Nhiều tập thể cá nhân đã được Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tỉnh biểu dương khen thưởng. Chiều nay, Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở, đến dự có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Tô Xuân Trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 12 tháng 1 năm 2024. Trao quyết định, chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin tưởng giao trọng trách. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn khẳng định đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn, khẳng định sự quan tâm đặc biệt cũng như vai trò quan trọng của ngành và Sở Giao thông Vận tải. Đồng chí đề nghị đồng chí Tô Xuân Trường tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm cùng với tập thể lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kịp thời hiệu quả hoạt động của ngành, nhất là trong đầu tư kết cấu hạ tầng về giao thông, thẩm định, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức, người lao động phù hợp, phát huy được năng lực trình độ, sở trường, nâng cao hiệu quả công việc, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đồng thời mong muốn tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở Giao thông Vận tải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp làm việc, phát huy trí tuệ tập thể cũng như chia sẻ, hỗ trợ đồng chí Phó Giám đốc mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tô Xuân Trường cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tin tưởng giao trọng trách mới. Đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Trên cương vị công tác mới, sẽ luôn học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, định hướng của lãnh đạo tỉnh để cá nhân và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Giao thông Vận tải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả, theo nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nên năm 2023, huyện Hoa Lư đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về phát triển đảng viên, trở thành đơn vị đạt chỉ tiêu cao nhất tỉnh. Năm 2023, Đảng bộ xã Ninh Thắng được huyện ủy Hoa Lư giao chỉ tiêu kết nạp 10 đảng viên. Nhưng nhờ tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cách mạng cho quần chúng, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chủ động kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, nên kết thúc năm 2023, Đảng bộ xã đã kết nạp được 12 đảng viên. Chúng tôi đã xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Thì Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã giao chỉ tiêu cho các chi bộ và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân và các chi bộ ở khu dân cư cũng như các chi bộ ở trong chi bộ đơn vị sự nghiệp để làm tốt cái công tác phát triển đảng viên, mà phấn đấu trong năm 2024 là sẽ đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ kết nạp đảng viên. Thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo nghị quyết 21, mỗi năm từ 3 đến 4% trên tổng số đảng viên. Huyện ủy Hoa Lư đã tổ chức hội nghị chuyên đề kết nạp đảng viên, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, đảng ủy các xã, thị trấn, trường trung học phổ thông thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, trong đó chú trọng kết nạp đảng là chức sắc, chức việc tôn giáo. Trong chi bộ Quan Vinh thì là hiện nay là 59 đồng chí đảng viên, trong đó có 6 đồng chí đảng viên dự bị. Tạo nguồn là một là học sinh, nghĩa là học hết cấp 3, và những thanh niên mà trong cái năm 2024 là sẵn sàng nhập ngũ. Bên cạnh đó, huyện ủy Hoa Lư cũng chú trọng đến việc thành lập tổ chức đảng, kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp, chỉ đạo thường trực đảng ủy các xã làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp để tuyên truyền thành lập tổ chức đảng khi đủ điều kiện. Chính vì vậy, trong năm 2023 đã thành lập được 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 200% kế hoạch tỉnh giao. Kết nạp được 173 trên 156 đảng viên, đạt 111% theo kế hoạch giao. Trong đó có 2 quần chúng là người có đạo. Đảng ủy xã Ninh Hòa cũng đã ban hành các nghị quyết giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các chi bộ.
Thì năm 2023 chỉ tiêu huyện giao là 11. Đấy thì trong năm 23 là chúng tôi đã kết nạp được 12 đảng viên mới. Đầu năm 2024 thì đảng ủy cũng đã giao cho các cái chi bộ là 14 đảng viên. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã cho đi học lớp đối cảm tình đảng ấy là được 5 đồng chí. Ở tại đây thì chi bộ cũng đã được thành lập và hiện tại cũng đã kết nạp được 9 đảng viên. Và trong công tác đảng thì các bạn cũng đã rất là cố gắng gương mẫu và cũng đã thể hiện cái điều đó trong công việc hàng ngày. Và các bạn cũng luôn đứng đầu trong các phong trào thi đua của công ty. Và cũng hy vọng trong năm 2024 thì cũng sẽ được bồi dưỡng thêm và được kết nạp thêm nhiều nhân tố và nhiều đảng viên mới nữa. Với việc hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng, kết nạp đảng viên đã có phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của đảng theo nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của chính quyền cơ sở. Xác định rõ điều này, huyện Gia Viễn đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo việc sắp xếp được thực hiện theo đúng kế hoạch. Theo phương án, giai đoạn 2023-2025, Gia Viễn có 5 đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp là thị trấn Me, các xã Gia Thịnh, Gia Vượng, Gia Tiến và Gia Thắng. Quá trình triển khai, huyện đã nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện các phương án, lịch sử hình thành, phát triển, đảm bảo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gắn với quy hoạch vùng huyện, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Gia Thịnh là một trong những đơn vị đưa vào sáp nhập là khu đô thị của Hòa Me, thì chúng tôi cũng đã đồng tình rất cao và đã triển khai xây dựng kế hoạch, triển khai các văn bản của tỉnh, của huyện đến toàn thể cán bộ và trong nhân dân. Thì với cái trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên thì chúng tôi sẽ triển khai và thực hiện theo đúng các cái lộ trình để làm sao sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo cái tinh gọn bộ máy cán bộ. Sắp xếp lại đơn vị hành chính ấy, thì nó sẽ tạo một cái động lực mới, đặc biệt là cái mở rộng cái không gian của các cái xã rồi của các cái đơn vị hành chính mới, thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái việc là bố trí lại các cái cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như là cái hoạt động kinh tế của dân của các cái địa phương đó nó sẽ tốt hơn. Thì tôi cho rằng cái này nó là một cái động lực mới thúc đẩy được cái kinh tế của địa phương nó phát triển hơn. Để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai, Gia Viễn đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân. Đi đôi với làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Đối với địa phương chúng tôi, thứ nhất là đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền đến cán bộ đảng viên trên địa bàn. Chúng tôi thông qua các hình thức, thứ nhất là phổ biến trong cái hội nghị ban chấp hành đảng bộ để tạo sự đồng thuận trong đảng bộ. Thứ hai là thông qua các hội nghị của cán bộ chủ chốt của thị trấn, từ cán bộ công chức đến bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, để các đại biểu nắm được cái chủ trương của đảng và nhà nước về cái sắp xếp đơn vị hành chính trong cái đợt này. Và thứ ba là thông qua các hội nghị của nhân dân, chúng tôi đã lồng ghép các nội dung để phổ biến tuyên truyền và để cho người dân nắm được cái chủ trương của đảng và các chính sách của nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Gia Viễn. Thời gian tới, Gia Viễn sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo việc sắp xếp đơn vị hành chính được triển khai thận trọng, kỹ lưỡng, đúng lộ trình, kế hoạch. Các đơn vị hành chính mới sau khi được sắp xếp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Năm 2023, Cục Thuế tỉnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn thách thức, song với các giải pháp đồng bộ quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả đạt được đã cho thấy những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của toàn ngành. Kết quả thu ngân sách năm 2023 do ngành thuế quản lý là 13.929 tỷ đồng, đạt 81,7% dự toán pháp lệnh, đạt 77,2% dự toán Hội đồng Nhân dân giao, bằng 72,1% so với cùng kỳ.
Trong đó, thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách, trừ tiền sử dụng đất đạt trên 12.200 tỷ đồng. Trên cơ sở dự toán thu ngân sách nhà nước được giao, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã giao dự toán chỉ tiêu phấn đấu cho các đơn vị, đồng thời cụ thể hóa thành 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp để thực hiện công tác quản lý thuế. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế mới, đẩy nhanh tiến độ công tác thanh kiểm tra chống thất thu, tăng cường thu hồi nợ đọng, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, hỗ trợ giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đặc biệt, công tác cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế bằng phương thức điện tử, giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người nộp thuế nhưng vẫn đảm bảo cơ quan thuế có đầy đủ thông tin quản lý cần thiết về người nộp thuế. Năm 2024 với nhiều cơ hội và thách thức là năm bứt phá, góp phần hoàn thành các mục tiêu tài chính, ngân sách mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22 và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra. Cục Thuế tỉnh quyết tâm đoàn kết đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt đồng bộ mọi giải pháp trong quản lý, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 đã được Bộ Tài chính, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 15.013,5 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất là 11.313,5 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 3.700 tỷ đồng. Tại Hội nghị Tổng kết Công tác Thuế năm 2023, triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác thuế năm 2024, nhiều tập thể cá nhân đã vinh dự được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Bộ Tài chính và giấy khen của Cục Thuế tỉnh. Sáng ngày 9 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, cùng các thành viên trong đoàn đã cập đảo An Bang, huyện đảo Trường Sa để thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo. Tàu 561 chờ đoàn công tác cùng 45 phóng viên báo chí neo cách đảo An Bang gần 1 hải lý. Hàng hóa cùng thành viên đoàn công tác cơ động xuống 4 chiếc xuồng để di chuyển vào đảo. Tặng quà chúc Tết cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo An Bang, Đại tá Lê Đình Hải gửi đến các chiến sĩ những phần quà của Bộ Quốc phòng, Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân và rất nhiều quà tặng của các tổ chức cá nhân, người dân đất liền. Chúc cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo vững niềm tin, yên tâm công tác, chắc tay súng bảo vệ vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Đảo An Bang nằm trên thềm san hô ngập nước cách đảo Trường Sa 75 hải lý. Đảo có diện tích 10.000 m2. Khi thủy triều xuống thấp nhất, độ cao của đảo khoảng 3 mét, mép bờ đảo xa thêm khoảng 50 mét. Bờ Tây là một dải cát hẹp, bờ Nam bãi cát thường thay đổi theo mùa. Từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm được bồi thêm thành một bãi cát dài. Đến tháng 8, bãi cát dịch sang bờ phía đông của đảo. Chính vì điểm đặc biệt này mà đảo An Bang còn có tên gọi khác là đảo Đồng Hồ. Với cấu trúc nền san hô dựng đứng, bốn mùa sóng vỗ, không xây dựng được cầu cảng nên việc ra vào đảo gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, phải nhờ vào sự hỗ trợ của đội cảm tử trên đảo. Sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và hội nghị người lao động. Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Năm 2023, công ty đã đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn, đảm bảo cấp điện cho các dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị của tỉnh, thực hiện tốt việc tiết giảm trong giai đoạn thiếu nguồn, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm 0,23%, công tác hotline được triển khai hiệu quả, đảm bảo an toàn lao động. Chỉ tiêu điện thương phẩm đạt gần 2.500 triệu kWh, tăng 0,26%. Hiện công ty có trên 370.000 khách hàng, tăng hơn 6.200 khách hàng so với năm 2022. Hình thức thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt được tăng cường. Công ty đã triển khai 11 loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ điện lực, đạt gần 27 tỷ đồng. Lợi nhuận vượt kế hoạch tổng công ty giao. Năm 2024, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện điều hành bộ máy, bố trí sắp xếp lại lực lượng lao động hướng tới mục tiêu, tối ưu hóa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo cung ứng điện cho tỉnh, nâng cao hiệu quả kinh doanh, thu nhập và đời sống cho người lao động, đảm bảo tiến độ và đưa vào vận hành các dự án từng bước hiện đại hóa lưới điện. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết các ý kiến về thỏa ước lao động tập thể, các quy định chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, phát động phong trào thi đua ký thỏa ước lao động tập thể và thông qua nghị quyết hội nghị.
Nhân dịp này, Đảng bộ công ty đã được Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao được Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Ninh Bình khen thưởng. Tiếp nối chuỗi sự kiện gia quân đang tưng bừng diễn ra trên toàn hệ thống Bảo Việt Nhân Thọ, sáng nay, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Bình tổ chức chương trình Ngày hội gia quân năm 2024 với chủ đề Nâng tầm chất lượng, vững vàng vị thế. Sự kiện nhằm đánh giá, nhìn nhận kết quả hoạt động trong năm qua và đưa ra các định hướng giải pháp kinh doanh cho năm mới. Năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Bình vẫn luôn trọn vẹn cam kết hoàn thành tốt sứ mệnh và trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng và người lao động, hướng tới mục tiêu dẫn đầu chuẩn mực về tầm vóc của doanh nghiệp Việt, hoạt động vì lợi ích của người Việt. Trong năm, toàn hệ thống Bảo Việt Nhân Thọ đã đạt hơn 3.300 tỷ doanh thu khai thác mới, 32.000 tỷ tổng doanh thu phí bảo hiểm, tuyển dụng hơn 22.000 tư vấn viên. Đặc biệt hơn, công ty vẫn giữ vững ngôi vị số 1 toàn thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm. Trong nhiều năm qua, liên tục được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng các giải thưởng danh giá như doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho gia đình Việt, doanh nghiệp quan tâm và chăm sóc người lao động tốt nhất, thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2023. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới cộng đồng như trao 120 suất học bổng, quỹ xe đạp chở ước mơ cho học sinh nghèo trị giá 240 triệu đồng, trao 50 suất học bổng thắp sáng tài năng trẻ trị giá 80 triệu đồng cho học sinh xuất sắc tỉnh Ninh Bình. Năm 2024, với thông điệp nâng tầm chất lượng vững vàng vị thế, Tổng công ty và Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Bình nêu cao tiêu chí, chất lượng trong mỗi việc làm hàng ngày, tư vấn cho khách hàng kỹ càng hơn, chăm sóc khách hàng tốt hơn, đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp bài bản hơn, tận tâm hỗ trợ, hướng dẫn cho đồng nghiệp và cấp dưới. Khi chất lượng công việc được nâng cao, thì sự tin yêu của đội ngũ, sự tin tưởng của khách hàng sẽ được củng cố và gia tăng. Chương trình Ngày hội gia quân là một cái hoạt động thường niên của Bảo Việt Nhân Thọ trong suốt những năm qua. Đây là một cái sự kiện đánh dấu một cái chặng đường kinh doanh mới của Bảo Việt Nhân Thọ. Trong năm 2024, Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Bình tiếp tục chú trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang tới những trải nghiệm, mang tới những sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng trên toàn tỉnh. Và với cái khí thế của ngày hội gia quân ngày hôm nay, với cái sự ủng hộ của cơ quan chính quyền địa phương cũng như là cái sự ủng hộ của khách hàng, tôi tin tưởng rằng trong năm 2024, Bảo Việt Nhân Thọ sẽ gặt hái được nhiều thành công và sẽ giữ vững được cái vị thế của một doanh nghiệp số 1 trên thị trường. Tại chương trình Ngày hội gia quân, lãnh đạo công ty đã vinh danh các cá nhân tập thể có thành tích nổi trội trong năm vừa qua. Đặc biệt là 8 tư vấn tài chính đạt sao Việt, danh hiệu uy tín dành riêng cho đội ngũ tư vấn tài chính xuất sắc nhất của Bảo Việt Nhân Thọ. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho sự cố gắng không ngừng nghỉ, không quản ngại khó khăn, kiên định trước mọi thách thức của mỗi tư vấn tài chính trên hành trình mang bảo hiểm nhân thọ, bảo vệ giá trị của mọi gia đình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.